Thôi anh em cứ làm nhá. Tôi xin phép tôi tôi về trước. Về. Thế sao bảo ở đây ăn ăn uống rượu mày? Không không không, định định ở nhưng mà chợ ăn tiếng. Này. Này. Có cầm đi đâu đấy? Cái này cái đầu chủ thế mà. Bố con mình về thì bố con mình cũng ngồi với nhau thôi. Thế bảo ăn Tết làng Tết xóm sao lại còn trách người? Mình có phải người làng ở đây đâu mà ăn Tết làng ở đây mang tiếng nhà mình. Thế mà cứ gọi bố sang đi ăn cùng làng cùng xóm. Thôi được. Thôi nào sang đây rồi thì cứ ở đây nói chuyện anh ạ. Thôi 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 anh xin phép là thôi ông ạ. Bọn con sang giúp xóm giúp làng thế là được chứ. Thì con còn chú làm nốt nhá. Làm nốt giúp anh ấy. Nhưng mà đâu để gói giờ đâu? Đấy, mình thấy là công cao thế. Sao người, người ta bảo là con để gói giò hay là làm gì cơ mà. Nhà tảng này làm cái gì mà ấm om ấy nhỉ? Chẳng có nghe lại ăn Tết chó mà. Sao nó bắt con lợn to thế nhỉ? Ăn Tết xóm. Chả có nhà mình ở xóm bên cạnh mình không ăn được cả cùng à. Hôm nay ông ngoại lại còn bảo xuống. May quá có nó. Mình sang đấy mó tay vặt lông làm lòng một tí. Thế là lại thành viên mới của xóm thôi. Ôi, được đấy. Cái thằng này thế mà nó không mời mình nhỉ. Ôi. Chả biết nó có biết hãm tiết canh không. Đúc dồi nó phải hãm một tí tiết thì nó mới ngon cái món dồi được. Phong ơi. Phong ơi. Gì đấy? Ủa, này. Đứng đây mà ông làm gì mà ghê chết. Nhà mày thế nào, chó cắn lợn hay thì cái gì mà kêu éc éc ấy? Chó cắn đâu mà chó cắn. Hay là trộm trước gì ấy. Làm gì có tiếng lợn kêu ông ấy nào. Ông nhầm ấy nào. Không có tiếng lợn kêu đâu. Tao nghe rõ tao. Tao quan tâm đến mày thì sợ mất của tao mới sang thôi. Nhà nuôi toàn dê làm gì có lợn mà kêu. Mày cứ mãi ở ngoài này. Mày không để ý khéo chó nó cắn chết con lợn. Không. Nhà nuôi toàn dê ra không có lợn đâu. Làm có tiếng lợn kêu. Mày cứ đi vào xem kìa, chó nó còn đang chủa kia kìa. Đi vào xem. Không có. Đây này. Ôi, hóa ra này. Trộm, nó nhốt lồng này, chẳng nào con lợn nó kêu. Ôi, trộm rồi. Ăn lợn xóm mùng 1 Tết đấy. Hôm nay mùng 1 Tết. À, thế là ăn Tết xóm à? Tết xóm đấy. Em lại cứ nghĩ các bác trộm mà gì mà manh động thế. Con lợn này nuôi một năm mới được đấy. Tết xóm là hôm nay là mổ nhờ nhà tôi thôi. Thế mà tôi cứ tưởng trộm gì mà nó đồng minh nhiều thế, tôi giật mình. Đây là mổ nhờ nhà tôi thôi. À thế à. Thôi thì có gì tôi làm nữa. Thì chỉ mổ lợn thôi, làm gì có việc gì nữa. Này, cái này ông biết cái lá dổi không? Lá dổi á? Ờ, ông vặt cho nó ăn. Trong tí nữa không phải đúc dồi nữa, hiểu không? Ai làm cái bẩn lắm. Không làm thế đâu. Mày không biết cái gì đằng nào chả phải dồi. Bây giờ mình cho nó ăn lá dồi này. Băm một tí lạc mới lại cái... Nói cho nó ăn đỡ phải đúc dồi. Nhưng mà đây là mình ăn. Ở trong bụng nó còn đầy phân, làm sao ăn kiểu ý được. Ăn cái bẩn á, mất vệ sinh á. Pịa chó, có thằng nó còn ăn pịa chó ấy nha. Không phải... Không, nhưng mà ở trên này không ăn kiểu ý. Phải làm lòng sạch xong mới đúc. Ông cứ đinh tình. Thôi có việc không, ông bận thì cứ về đi. Đấy, đá thêm cho ông kêu. Để cho ông ăn tên thôi. Ông bận thì cứ về đi nhá. Tôi phải bận làm tí. Chưa chết à? Đã chọc tiết đâu mà chết. Tao tưởng, tao thấy nó nằm im, tao tưởng chết. Đấy, nó chưa đã chọc tiết đâu. Ờ, được rồi, thì mày cứ ấy đi. Có cái gì tao đỡ. Tao làm đỡ. Không bận gì à? Không có bận gì đâu. Để nuôi trong lòng lên con. Này, ông cứ chọc tiết đi nhá. Tôi gọi bố vợ tôi xuống đỡ một tay cho nó đỡ phải vất vả anh em. Bố cậu lông á? Thằng cạo lông, thằng làm lòng rồi thì thằng pha thịt, thằng băm xương. Đây là Tết xóm. Ồ, chỉ kệ xóm đi.
Xóm thì càng đông vui như thế nào. Để tôi gọi bố vợ tôi xuống. Bố ơi. Ông ơi, cái gì thế nhỉ? Nó sơn như là mổ trâu mổ bò nhỉ? Chị đấy đang chuẩn bị mổ trâu mổ bò. Cái xóm bên kia ấy, thằng Phong ấy là nó hôm nay nó nhận làm Tết cho xóm. Bố hiểu không? Thì Tết của nó, Tết nhà mình thôi mà. Bố mà cười chết. Còn thằng đấy rồi, có nghĩa là người làm thì đông nhưng không có ai làm được. Người làm thì đông nhưng lông không ai làm. Bố hiểu không? Bố biết làm lông lợn. Nó có con lợn bố trường. Bố có biết làm mấy đâu. Bố cứ nghe chẳng qua hôm nào ăn là bố phải vặt bỏ thôi. Thì bố nói là bố biết làm. Ông con cứ để con nói ra nào. Ông cứ cãi con nhỉ. Cứ nhảy mồm chế là thế nào. Có nghĩa là con sang đấy rồi. Con đang bảo anh em là để đấy. Tôi về tôi gọi bố vợ tôi sang đấy làm lông cho các ông. Làm từ A đến Z luôn. Sao lại con lại giới thiệu bố sang làm lông cho người ta nhỉ? Không ai làm không cho ai cái gì cả. Bố hiểu không? Cái cuộc sống này không ai làm không cho ai cái gì cả. Mình sang đấy. Nhưng mình mà làm. Nó có bảo bố đâu. Không bảo như con bảo được chưa? Nó tận dưới xóm nhà con thì bố biết được cả. Ông cứ đi với con. Ông là bố vợ của con. Ông không phải ngại cái gì cả. Ông cứ bảo là sang đấy với một cương vị là bố vợ của thằng Ai Hi. Đấy thế thôi. Thế thôi thì thế là thế nào? Thì sang đấy là bố chỉ cầm con dao là bố cạo lông. Phẹt phẹt một tí thế. Nhưng là... mà Tết của nhà ngõ người ta. Nhưng mà người ta mời con cái này rồi. Có phải là đám cưới hoặc là dỗ tạp gì đâu mà phải mỏ sang. Ngày nhỉ? Tết ấy, thì là cỗ Tết thì là ai biết thì đến. Nó là cái lộc đầu xuân. Bố hiểu không? Thế nó mới sum họp, nó mới vui vẻ. Chứ bây giờ. Nhưng mà bố ngại lắm. Bố ngại lắm. Bố ngại lắm. Bố ngại gì thì... gì. Nó mời con từ hôm qua rồi. Nhưng mà nó mời con, nó có bảo bố đâu. Thì con bảo nó là con đi đón bố. Nó bảo, ui thế thì tốt quá còn gì nữa. Thật không? Chả nhẽ là bố nghĩ con lừa bố à? Thế là nó gọi là cả ông xuống gì? Rồi. Buổi tối nay là mổ con lợn đấy. Nó ăn Tết làng Tết xóm ở rồi. Dưới nó. Rồi. Thì bố con mình đến để trợ giúp. Biết làm cái lợn ấy. Bố còn làm chó được cơ mà. Thì chó nó khác, lợn nó khác. Thôi được rồi, bố biết làm thì bố xuống làm lợn cho nó. Cạo lông rồi các kiểu. Nhưng mà nó có bảo thật lòng. Không? Ông thế nào, ông cứ lằng nhằng nhỉ. Tóm lại ông có đi không? Thôi được rồi. Nếu mà nó nhờ bố đàng hoàng ấy, thì đi. Hai bố con đi để bố vào, bố mặc cái bộ quần áo đó. Không phải mặc cái gì cả. Không. Cứ đi trước để bố mặc đó mà. Ai ăn mặc lao động thế này người ta cười cho. Nó trân trọng, nó mời đoàng hoàng. Thế thì ông nhanh lên. Rồi để con đợi ở thế, đây. Thế cứ đi trước đi. Đấy bố ơi, bố về. Thôi đây. Cậu không bỏ đấy. Bố gọi tôi làm một mình cho. Đây mời bố. Để cho các chú các bác làm đi. Bố làm đi nhanh đi. Tối nay còn bố con mình còn ở đây còn đánh chén chứ. Nhưng mà bố đã. Cái món này bố không siêu mới. Có thế này thôi mà bố thế nào mà không làm được. Đấy, con cắt ra từ mảnh. Muốn ăn thì lăn vào bếp, các cụ bảo rồi. Bố cũng muốn ăn được, tại con cứ gọi bố vào. Bố có làm không mà cứ đứng mãi đấy. Mà bố vợ ông ở bên nhà hay sao mà sao nhanh thế? Vừa về đón bố lại ra sang nhanh thế. Ừ. Thế ở sát bên nhà rồi à? Đây này, thật sự là bố con mình ấy. Thật sự là anh em nó quý. Nó không bảo nhưng mình vẫn đến. Bố hiểu không? Con bảo bố thì bố cũng đi sang thôi. Đấy, đây bố vợ tôi ông ạ. Bố vợ tôi làm được cái món lợn này đấy. À thế à? Kể bố vợ tôi làm chó cũng làm được cơ. Không phải là làm lợn đâu. Nhưng mà nay có ăn thịt chó đâu. Cho nó tắm đã. Mai làm chó thì bảo bố vợ tôi làm cho. Lấy cái cục bê chặt cho nó. Bố lên làm đi, cứ đứng ở đây. Các bác làm hết rồi. Các ông có để cho bố tôi làm một tí không? Thôi đông quá nó chật. Đông quá nó vướng. Thì đấy mà. Đấy. Thế thôi. Thế bố ra thái hành đi. Ok, cái đấy thì bố còn làm được. Ra thái hành đi để. Nhặt hành, nhặt rau thì bố làm được. Thôi các bác cứ làm đi nhá. Muốn ăn thì không chịu chăn vào công việc. Ông làm còn mơn mà quá đấy.
Đã bảo sang đây làm cho người ta chứ. Thôi được rồi. Đấy, đây thì có tha hồ làm. Để đây tôi làm tất cho. Cậu, bỏ đây, bỏ đây tôi làm tất cho. Ôi, ông làm thế nó bao lâu lắm, mà cháy mất. Ông cứ để đấy tôi làm tất cho nhỉ, thằng Phong. Nhưng mà làm chậm nó cháy. Cậu nhanh lên, cậu nhanh mới cháy được. Anh em nào thì không để ông này làm cháy hết đấy. Thôi, tốt nhất là ông đừng. Bây giờ tôi làm cái gì? Tôi sang đây tôi làm cái gì? Ông á, tôi nhớ làm lòng. Thế không cho tôi làm cái gì? Ông á, tí làm lòng bà lăng nhăng thôi xong thì. Mà tốt nhất là ông ngồi im, xong ông ngồi kia ngồi im, xong uống rượu cũng được. Nhưng mà ông nói nhiều, đau đầu quá. Nhưng mà không chỉ đạo ăn mất ngon, lợn ngon như thế này mà. Tôi không có tôi chỉ đạo thì. Kể cả miếng ruồi ăn nó cũng nghẹn cổ ấy chứ. Thế tí ông làm lòng nhau cũng rồi nhá. Thế được rồi, cứ để đấy. Cạo cạo kỹ ở dưới chân nữa. Ở dưới móng cái kia. Cạo trước dưới móng thì không nó sát lại. Ông yên tâm. Làm nó phải từ từ. Cạo, đừng có cạo miết quá nó đứt hết lông, hiểu không? Thì tôi cố tình cho đứt lông mà ông ấy nào nhỉ? Nó không đứt lông thì ăn nó chọc mồm nhỉ? Nó phải nhổ được cả cái lông đi chứ. Ôi. Bố. Thôi anh em cứ làm nha, tôi xin phép tôi về trước. Thế sao bảo ở đây ăn uống rượu mày? Không không không, định ở nhưng mà chợ ăn tiếng. Này. Cầm đi đâu đấy? Cái này cái đầu chủ thế mà. Bố con mình về thì bố con mình ngồi với nhau thôi. Thế bảo ăn Tết làng Tết xóm sao lại còn trách về? Mình có phải người làng ở đây đâu mà ăn Tết làng ở đây mang tiếng nhà mình. Thế mà cứ gọi bố sang đi ăn cùng làng cùng xóm. Thôi được. Thôi nào sang đây rồi thì cứ ở đây uống rượu anh ạ. Thôi anh xin phép là thôi ông ạ. Bọn con sang giúp xóm, giúp làng thế là được rồi. Thì con chú làm nốt nhá. Làm nốt giúp anh ấy. Nhưng mà đâu để gói giò. Đấy, thế là công cao thế. Người ta bảo là con để gói giò hay là làm gì cơ mà. Có mỗi cái chủ này có một tí da ở cái mặt, nó có cái gì mà phải gói giò. Bỏ cái món giò đi. Thế ở đây ăn được, để đây mà làm luôn, ăn cùng các bác đây con ạ. Con không thể ở đây ăn mấy cái ông là cái gì chứ. Không ở đây ăn được mang tiếng nha. Ở đây có các ông, các bác, các anh ở đây cho nó vui. Con sợ mang tiếng lắm. Mang miếng tiếng miếng ăn người ta lại bảo mình thế nọ đi kia, nghe giờ con cầm cả cái thủ heo mang về nhà mình. Có hai bố con mình. Con tính nhá, con nói bố thế này nhé, để bố hiểu nhá. Con gọi bố sang đây là làm giúp cho thằng Phong. Hôm nay nó có việc Tết của làng, hiểu không? Mình sang làm giúp thôi, chứ ở lại thì ăn thì mình sang làm giúp ở đây uống một hai chén rượu là tốt lắm chứ con này còn trách về làm cái gì? Miếng ăn nó nhớ đời, mang tiếng nha. Thế mang tiếng thì còn lấy cái này về thì còn cái đầu này thì có cái gì mà chả mang được. Nó là cái chủ mà. Nó cái chủ đấy. Bác nói đúng nghe. Đấy nó chỉ là bố thấy nó cứ thế nào. Nghe ngại ngại làm sao. Thế thì ông ở đây mà ăn. Thế là về à? Bố vừa phải đấy bố đi. Ý tứ nó một tí. Sang đây làm giúp người ta một tí rồi đòi ở đây ăn. Mình về nhà mình ăn cái chủ này thôi. Thế thì chào các ông các bác nhé. Dạ, anh em... Các ông các bác cứ làm tự nhiên nhé. Bố con tôi xin phép. Chiều mà... Thôi, bố con ông không ở lại được gì. Sáng năm mới. Vâng. Chúc sức khỏe các bố con ông nhé. Vâng. Đây, chiều không phải gọi đâu. Cháu không sang uống rượu cùng xóm được đâu. Rồi. Đi nhanh, bố đừng cần về còn làm. Bố con mình riêng buổi tối nay có cái chủ này có mà ăn hết Tết chả hết. Đấy, bố còn sợ nó ngang cái tận cổ ấy con ạ. Thế là thế nào? Còn thế nào nữa? Con tự hiểu còn thế nào nữa? Cái này người ta không làm được thì mình mang về mình làm có cái gì nhỉ? Mổ lợn mà vất vả quá. Thôi đấy anh em làm nhá. Tôi đi đâu? Tôi phải bận về. Tôi chỉ lấy cái chủ về để ấy thôi gọi là. Chủ để gói giò. Giò cái gì? Bố ơi. Chủ đây để anh em gói giò mà tối ăn mà. Gói giò thì nhưng mà thì thôi tôi sang làm. Rồi. Đấy.
thế từ nãy chưa được à? Khỏi. Có ra không? Đấy mới thử. Quay thử. Tí nó quay thật cơ. Ra thì thế nào? Ra cho một chút gì. Sao lại lấy cái này con? Chứ ai chứ lấy cái gì? Được thì được rồi, nhưng mà cái bổ hết thì nó không anh bảo nói. Châu gặp đấy. Đây là lợn giật. Lợn giật. Châu giật, lão bảo nhá. Lão bảo nói. Nhưng cho lên trên cái lợn chứ hay để đấy. Cho nhanh. Cho lên bàn đấy, cho lên bàn đấy. Cho nó sạch. Nào nào khoanh lên. Này, có bài hết nhỉ. Cầm được. Không phải cả. Thế mùi lợn, không mùi chưa qua à? Chưa gì à? Anh à, không chịu qua. Chỉ đi đấy, chỉ tối. Chảy quá, có em cầm thì sao anh gái? Bài à, bán năm bài lợn mình ăn chút bỏ gì cũng hai. Ừ, đây à, cho cái này quay đây à, cái lợn giật tươi, lợn giật là châu tươi, cái đấy cho vào mà kho bóc nóng. Bán gì hả cô? Bán. Còn một tháng này. Nó chui ra ngoài này. Ngắn.